Song thai này của em là song thai tự nhiên hay là IVF nhỉ? IVF xong rồi chuyển luôn hai đứa à? Dạ. À, thế lúc mà bác sĩ mà chuyển phôi, bác sĩ có tư vấn cho em nguy cơ đa thai không? Dạ có ạ. Ừ. Em chuyển lần đầu xong không được, thế là sao em kêu chuyển hai đứa nữa, một đứa gốc một đứa được á. Ừ. Thế tư vấn khi mà song thai khi mà bác sĩ mà chuyển phôi tư vấn song thai thì trước khi mà chuyển bác sĩ có tư vấn những cái nguy cơ khi mà mình mang song thai không? Dạ có. Ờ, những nguy cơ nào? À, bị đa thai. Đa thai. Ba thai hoặc là bốn thai. Ờ. Rồi bị sinh non. Sinh non. Lại bị cổ thì song thai là sợ nhất là sinh non. À, nếu mà song thai cùng trứng thì sợ bị truyền máu song thai, nhưng mà của em hai phôi riêng biệt thì hai cái đứa nó là độc lập tách biệt với nhau và nó nằm chung một thời điểm thôi. Thì khi mà mình mang song thai thì rõ ràng là người mẹ sẽ phải chịu đựng gấp đôi người khác. Cái tử cung nó cũng vậy và cái cổ tử cung nó cũng vậy luôn. Thì cái sức nặng mà đè xuống cái cổ tử cung thì nó làm cho dễ mở hơn thôi. Có những cái thai kỳ song thai người ta vẫn đẻ đủ tháng. Chứ không phải là không có ca nào. Tuy nhiên đa phần là sinh mà song thai đa thai á, là sinh non đấy. Sinh non thì tùy thời điểm ấy, trên 34 tuần thì nuôi dễ dàng rồi, nhưng mà sinh non và dưới 30 tuần thì lại cực kỳ là khó khăn để nuôi em bé. Đấy, thành ra là mình sẽ phải can thiệp. Thì đây là chỉ định này, không phải chỉ định tuyệt đối, có nghĩa là mình tư vấn và người nhà đồng ý hay không thôi. Chứ ví dụ đi, đứa trước em bị sinh non, đứa này thì bắt buộc y khoa phải can thiệp tuyệt đối luôn. Nhưng mà song thai này thì là tư vấn và em sẽ lựa chọn. Song thai thì mình sợ là sinh non thì mình có những cái can thiệp là một là đặt thuốc liên tục, đặt thuốc progesterone ấy. Thứ hai nữa là mình sẽ đặt vòng nâng. Cái vòng nó nâng đỡ lên thì cái khi mà sức nặng em bé nó đè xuống cái vòng nhưng nó không đè vào cổ tử cung thì nó giảm tình trạng đấy đi. Và cái chuyện mà đặt vòng nâng nó làm cho thành công của bác sĩ Hạnh đấy. Bởi vì ngày trước là bác Hạnh từ tiếp cận hồi mà mới bắt đầu ra đời cái đấy và đã mạnh dạn áp dụng cho rất nhiều cặp và rất là nhiều ca được thành công. Hầu như thành công rất là cao. Họa hoàn lắm thì có ca nó vẫn đặt và vẫn sinh non, và có ca thì vẫn không em vẫn sinh non. Thì tất nhiên thì những cái ca đấy mình không can thiệp được nữa. Nhưng mà đa phần là mình có cơ chế, và cái vòng này thì không phải là mình sản xuất ra mà trên thế giới người ta áp dụng, và mình sẽ là người là làm theo thôi. Cái phương pháp nữa đó là khâu eo. Khâu eo thì mình sẽ nhập viện, mình tê tủy sống và mình sẽ khâu cái vòng eo lại, khâu chặt lại, thít lại giống như cái túi ấy. Thì mỗi cái nó có ưu điểm nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là đặt vòng nâng á, thì mình sẽ đặt tại ở cái phòng khám được luôn. Vòng nâng thì tháo ra lắp vào dễ dàng. Và khi mà chuyển dạ lỡ có cái vòng nâng cũng không ảnh hưởng gì cả, tháo ra thôi. Chả có ai mà so sánh tự nhiên một cái cô này giống hệt một chả ở trên đời, nó không ai giống hệt nhau để người ta làm nhóm so sánh có thử nghiệm. Ví dụ cái cô này đặt vòng, chả lẽ đặt vòng nửa tháng sau lại cái sau lại khâu eo nửa tháng thì không ai làm thế. Hai người cơ địa khác nhau, ví dụ một cái nhóm người ta cho đặt vòng, một cái nhóm người ta cho khâu eo chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng hai người đâu giống nhau đâu, cổ tử cung khác nhau mà, cơ địa khác nhau. Thế thì hiện tại hai phương pháp này được đánh giá là ngang nhau, bởi vì cái tỷ lệ mà sau khi đặt vòng hoặc tỷ lệ sau khi khâu eo thì nó tương đương nhau về cái số ca thành công đấy. Thì khâu eo thì một cái là nó lâu đời, trước đây người ta chủ yếu người ta liên quan đến khâu eo là chủ yếu. Bây giờ cái vòng mới ra đời cách đây khoảng mấy năm thôi, từ 2018 17, 18 bắt đầu ra. Thế thì khi mà khâu eo thì mình cảm giác là chắc chắn. Nhưng mà nó có một cái là khi mà chuyển dạ mà không biết ấy, đột ngột thì nó cứ gò tới gò tấp xuống, có thể là cái vòng eo, cái dây khâu chặt nó thiết, nó làm cho rách cổ tử cung. Đấy. Thì mình sẽ là người lựa chọn. Hai phương pháp đấy được phổ biến rộng rãi và mình sẽ lựa chọn ha. Đấy, xích người qua đây. Rồi, đặt vòng thì nó nhẹ nhàng hơn và hầu như chả có triệu chứng gì cả. Chỉ có đặt vòng nâng thì hai vợ chồng không gần nhau được thôi. Nếu mà vừa đặt vòng vừa khâu được không? Cũng được nhưng mà không ai làm thế. Đó, nó giờ đặt vòng đấy sợ nó tuột ra không? Đặt vòng tuột ở đâu? Sợ nặng quá tuột. Rồi, đây là em bé ha. Đấy. Lấy hình. Em bé của mình là hai bé của mình là đặc biệt khác nhau, một bé máu nhau bám mặt trước, một bé nhau bám sau nhá. Hai đứa bé này thì nó không chung nhau gì hết á, có thể nó cùng giới tính, có thể khác giới tính nhá. Nếu lần đầu chuyển phôi một phôi không đậu thế là lần sau chuyển hai phôi luôn để cho nó chắc ăn á hả? Bây giờ bác Hạnh sẽ đo thử xem nó dài được bao nhiêu rồi. Dài được tận 89 rồi cơ. Một bé dài 89.
Một bé dài 88, 89 luôn nhá. Khỏe. Rồi bây giờ bác Hạnh đo cân nặng. À, bây giờ em bé lớn rồi mình sẽ đo cân nặng. Bạn đang đo là bạn giống mẹ nha. Dạ. Các bạn trong kia đi khám mãi mà chả thấy được. Thế á? Dạ. Thế mà chị thấy nhỉ? Không, hình. Các bạn ở ngoài thì là con gái. À, hình. Bạn tắt cho chị cái quạt đấy bác Lộc. Chị thấy lạnh gáy quá. Có máy lạnh. Cho chị cái bụng này, em bé được 117g nha mẹ. Dạ. Tương đương 15 tuần. Rồi, bạn ở trong này, đây. Bé này được 161g, ok chưa? Mập hơn. Bé này mập hơn. Bé này to hơn. Rồi, bé phía trong này to hơn mà. Tim của bé đấy. 143 em. Thêm 149 nhá. À, bạn bên phải nhau mặt trước, bạn mà bên phải đo đầu tiên ấy là nhau mặt sau nhá. Còn cái bạn bên trái này đo phía sau là mặt trước. Hai bé có bánh nhau khác nhau, một bé lấy từ đằng sau, một bé lấy từ đằng trước. Phân bổ đấy ghê á. Công bằng ghê luôn. Bé này có khả năng dùng bé khiên luôn. Bé này chắc dùng bé khiên luôn em ạ. À, mà không để xem. Nó cũng khó để coi á. Bé ngoài dễ lắm. Bé trong này cứ khép. Bé này to hơn này, thấy không? Bé này to hơn bé này. Khó, bé này khó coi. Nhìn thì chưa thấy gì thì đoán giống mấy kia luôn. Song thai á, níp thì giờ không có hỗ trợ cho song thai nữa. Lấy hình đi chị. Thi ơi, dạ. Giờ níp có hỗ trợ cho song thai không? Không, dạ, vẫn có hết. Mà tư vấn khách thì hạn. Từ 4.8 giờ xuống. Dạ.
bị chậm kinh 2 tuần rồi, khoảng bao lâu nữa đi siêu âm? Bây giờ đi luôn. 2 tuần rồi đi luôn, thấy luôn rồi. Thấy dây rốn rồi, thấy con của mình không? Lấy hình em. À, với nhau mọi thứ ổn hết nha mẹ nha. Rồi. Cái bắn nhau của đứa trong đó, đó nó có bị bám nhau tiền bạc không? Ừ, bây giờ thai nhỏ thì cũng không kết luận nha. Dạ. Ừ. Rồi mình co chân lên đi ha. Siêu âm đầu giờ âm đạo thì bây giờ mình mới trả lời. Tại vì thường là nhỏ thì mình chỉ theo dõi thôi. Còn không thì phải 28 đến 32 tuần mình mới chẩn đoán được. Rồi sát chân lên cho chị. Nếu vừa song thai và vừa cổ tử cung ngắn là mình phải can thiệp sớm. Thả lỏng người chị. Hiện tại thì bánh nho nó băng qua lỗ trong cổ tử cung nhé. Em mời ghi này. Bánh nho băng qua lỗ trong cổ tử cung. Đây là cổ tử cung nhá. Thầy thấy cái bánh nho đây không? Đó thì nó băng qua như thế này. Đó, siêu âm này thì mình sẽ trả lời được ha. Siêu âm bụng thì không rõ đâu. Rồi kết luận là bờ dưới bánh nho băng qua theo dõi nhau tiền đạo trung tâm nhá. Rồi, chúc mừng em. Bây giờ chị đo cái chiều dài kênh xem thế nào nhé. Mười tám với 16 là bao nhiêu? Được 34 này. 34. 18 với 16 cộng với chị phải 34 không? Đúng mà. Đó, nhưng mà song thai thì chị tư vấn từ nãy giờ đấy, cái nguy cơ ha. Nguy cơ sinh non. Vậy là 34 thì mình cũng không phải ngắn lắm đúng không? Ừ, đúng rồi. 34 thì không phải ngắn lắm. Tuy nhiên từ nãy giờ phân tích cái chuyện song thai rồi. Song thai thì nó sẽ biến đổi sau. Bây giờ có thể 34, bây giờ mới có 14 tuần mấy ngày mà. Nặng quá bây giờ đã nặng đâu bé tẹo mà. Thế khi nào 20 tuần hai mấy tuần thì nó biến đổi cổ tử cung, lúc đấy trở tay đâu kịp nữa đâu. Đấy. Có nghĩa là bây giờ thai là bé tí à, nó chưa đủ sức nặng để thay đổi cổ tử cung đâu. Ừ. Hay hôm bữa bác Hiền là hết rồi. Thì có thể là hôm nay nó lúc mà gò ấy thì có thể là nó bị gắn lại, hôm nay thì nó giãn ra. Đó thì bây giờ là mình sẽ ấy nhá, mình sẽ về suy nghĩ xem mà đặt vòng hay không. Nếu mà đặt vòng thì mình sẽ đặt vòng sớm, đặt vòng nâng eo sớm, nâng sớm. Để mà cho cái thai nó đè vào cái vòng, nó không đè vào cái cổ tử cung. Đấy chưa?